Quân đội Israel hôm nay thông báo đã giải cứu 4 con tin còn sống tại hai địa điểm ở khu vực Trung Gaza. Những người này gồm 3 nam và một nữ đã bị giữ lại giải gaza sau khi nổ ra cuộc xung đột giữa phong trào hồi giáo Hamas và Israel hôm 7 tháng 10 năm ngoái. Họ đã được đưa đến bệnh viện để kiểm tra tình trạng sức khỏe. Chiến dịch giải cứu được tiến hành sau khi quân đội Israel thông báo tiến hành một hoạt động quân sự nhằm vào cơ sở hạ tầng quân sự tại An Nusirat, miền Trung Gaza. Cùng ngày, cơ quan y tế ở giải gaza thông báo hàng chục người thiệt mạng và bị thương sau hoạt động quân sự tại khu vực trên. Trên mạng xã hội Facebook, cơ quan này nói thêm, lực lượng y tế đang nỗ lực điều trị cho người bị thương được chuyển đến bệnh viện Anaksa.